như nào. Dính nữa rồi. Nhảy ra. Nhảy đâu? Ai thấy ta dính. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương. Thì thời gian vừa qua rất là lâu Dương không có đi quay nha. Thì hôm nay rủ em được thấy đây có cái bãi này có cò trắng cho nên là rủ em được đi bãi cò trắng nha. Rồi hello, xin chào cả nhà nha. Thì Dương cũng xin giới thiệu là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào chưa có chơi cái môn này là cách bẫy keo, bẫy cò trắng bằng keo nha. Thì đây là cái con cò giả, mình để mình dụ con mồi nó xuống nha, con bổi, con cò trên trời nó xuống. Đây đây là keo, em được đang cầm trên tay. Keo này dính ghê lắm cả nhà ơi. Này mình mua ở trên vùng trên á. Vùng cao thì cái môn này chiên lắm anh Dương. Vùng cao là trên núi hả? Trên núi. còn ở miền Tây mình thì cái môn này ít. Chưa ai chơi đâu. Rồi. Thì mấy con cò giả mình sẽ gắn cái đầu nó vô. Đụng đầu đít lắm như vậy. Cái này bữa giờ mình không có xài tới nè. Lâu rồi, bỏ lâu lắm rồi, keo này bỏ lâu lắm không biết xài được không nè. Đúng trời. Được, này biết đâu, mình xuống dính hay không là chuyện của nó. Rồi bây giờ anh em mình chuẩn bị cắm keo này nha. Thì cô chú anh chị theo chân anh em mình đi ra ngoài cái bãi cỏ này mình cắm keo nha. Rồi tiến hành làm đi. Tính ra cũng lâu rồi anh em mình không đi quay chung ha. Đúng rồi, lâu lắm mấy tháng rồi đó. Đây giờ này cũng làm công ty mình đăng ca riết rồi cả nhà. Chủ nhật còn làm suốt luôn. Nay hai anh em được buổi sáng rảnh rỗi mình sắp xếp mình đi săn cho cô chú anh chị mình nguồn kem luôn. Nhưng còn được chưa được? Vài con nữa. Chục con nữa. Rồi, ok. Cây nữa là xong rồi nha. Được cắm còn mấy cây nữa là xong rồi đó. Chừng dính cá nha, cắm giữa giữa dụng nước là chừng dính cá được rồi. Dạ bắt con lẹm nó luôn. Nướng luôn. Mấy con cò giả mình cắm ở bên đây nha, tại vì này keo như nên mình cắm xa ra ngoài xíu. Cò giả của mình cắm nha. Nè. Đó. Rồi, bây giờ mấy anh em mình chỉ việc là chờ đợi nó xuống thôi. Không biết kết quả như thế nào. Đặt máy lên vô. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái máy ở đây để mà quay cái cảnh cò nó xuống nha cho cô chú anh chị mình xem nha. Bây giờ mình có việc là chờ đợi nó thôi. Giờ mình vô trong kia mình ngồi mình ăn sáng đi rồi mình đợi nó xuống rồi mình chèo mình bắt thôi. Ok. Đi thôi. Để con nó xuống nó dính. Nhưng mà con nó dính là con nó dính nè. Dính rồi đó, dính rồi đó, dính rồi đó. Từ từ. Dìm lên tí nhiêu. Thấy rồi. Thấy dính rồi. Chưa động tĩnh, chưa lĩnh, khi nào nó túa lên. Nhảy ra, lụm con vô. Lụm thấy không? Bây giờ anh Dương đang ở ngoài kia lụm nghe cả nhà. Một con nha. Chạy đây là con chó xuống nữa nè. Dính con cò cả nhà ơi. Quá im rồi. Một con nha. Ê, anh đứng xa xa ra anh tới vườn lấy em chụp cho tấm hình. Cái này giang cánh nó ra. Giang. Lượn trên đầu vườn kìa. Có hình quả rồi. Cái máy quay thấy còn quay không? Còn chớp đỏ là nó đen.
Rồi, rồi bữa nay có thành quả anh em ơi. Vô rồi, vô rồi. Đây. Đây. Rồi, chụp cho tấm hình nè. Ok. À, đẹp rồi, à. Đẹp nè. Ok, lắm. À. Có là được rồi. Có thằng quả. Ở nước bay kia xả xuống rồi, xả xuống rồi. Đó, xuống đó. Còn đó xuống đó. Đó, đang nó đang kìa, đang kìa. Lan kìa, lan kìa. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Đó, đó, đó. Đã vô, đã vô. Lụm, lụm. Trời ơi, còn nặng ra nữa rồi. Đây còn ba con luôn. Xuống á, xuống á, xuống á, xuống á. Còn con trong là dính rồi đó. Xuống á. Rồi, con nó về đậu ngoài á. Đậu ngoài không sao đâu. Hai con kia, hai kia. À, con đó, con dính này, dính nè. Dính, dính, dính. Xuống, xuống. Xuống, lụm. Lụm, lụm rồi đó, lụm rồi đó. Chưa, chưa, chưa. Lụm, 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 lụm. Lụm rồi, để em đi. Để em không, để em. Wow. Hôm nay mình nha, hôm nay có thu hoạch đã mạ. Wow wow wow, đây em nha, một con nha, được đúng con kìa. Đây đây. Vô cả nhà. Ấy da, ấy da, ấy da. Cắn. Con này. Vô rồi. Sống vậy rồi anh em ơi, sống vậy rồi. Sống vậy rồi. Còn nữa, chắc còn nữa. Dưới nào rồi dưới tận cả nhà ơi, giờ mình sẽ đi lượm nè. Vô nha. Wow. Mỗi vàng không, mỗi vàng nữa hả? Mệt. Từ đi giùm là cái. Đây, em được lụm con nữa nha. Lụm con nữa. Mệt không? Mệt. Đây là con thứ ba. Nhưng mà mệt nhưng mà ngon. Vô. Con này. Ghê luôn á. Vô, lúc ăn keo rồi cả nhà. Mệt quá. Vô anh vô. Con này mới lại phải không? Mới lại luôn á. Để nó hoàng chưa dính điện thoại hả? Hai con về nữa kìa. Còn về xuống đó, xuống ngày đó sẵn mũi tên á. Ngoài luôn rồi. Ba con nữa. Rồi. Quá trời luôn, tao bữa sáng dữ rồi. Ở ngoài luôn rồi. Con lúc trên mây nữa. Rồi, trên mây xuống nữa đó luôn rồi. Dính nữa rồi, dính nữa rồi. Đấy da. Dính nữa rồi cả nhà ơi. Dính rồi. Nhảy đâu. Càng thấy càng dính. Yeah.
càng nhảy càng nhín nha cả nhà. Hết pin rồi, cái máy kia hết pin rồi. Đây, đây là con thứ tư nha cả nhà ơi. Hồi nãy mình nó chưa kịp bật cái máy này nữa là nó đã dính đằng kia rồi. Mà tính được cái máy đằng kia nó còn pin ai nhạc, cái máy đằng kia cũng hết pin luôn. Anh Dương thì đi qua tới bên kia đuổi rồi. Được mới lụm con. Mệt quá, giờ phải gỡ. Mấy cái keo này nó dính thì thôi, nó không dính thì thôi, dính một cây thôi là cũng đủ dính rồi đó cả nhà. Không cần nhiều đâu. Thấy dính ghê không? Đây là cái thành quả buổi sáng của hai anh em mình nha. Đó. Một tiếng mấy thôi là được 4 bé. Thì anh em mình chuẩn bị đi về nha. Nhiều đây đủ rồi, mình chỉ là quay clip cho các bạn xem thôi chứ mình không có bắt buôn bán gì ở đây. Cho nên là mình bao nhiêu là mình đủ ăn rồi. Bây giờ mình về thôi. Rồi đưa hai con gần đang chụp tấm hình nền coi. Nè. Đúng rồi. Ok, chụp cho tấm hình nền nha. Này là lên ánh bền luôn. Ok, wow. Quá đẹp. Cười lên nha em găng ra. Ê. Rồi. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài mình cuốn keo mình vô thôi. Cái máy cùi bắp hết pin rồi. Quay cái con thứ ba không được. Điên này nè, trong nó cái không á. Thôi đi mẹ nó ngon nào, quay đi. Không. Cái cục pin đó hồi sáng hồi tối anh sạc cái cục pin này nè. Tôi sạc cái này với cái điện thoại. Trời. Rồi sáng anh sạc con xíu à. Hết pin luôn. Quay tới con thứ ba là nó hết rồi. Đâu để ý đâu. Thế còn cái tư xuống cái là chạy lại tắt máy hùng. Ngủ gầm áo luôn sao. Ừ. Hồi sáng cái đám đó mà nó vô bậy cái là ngon lắm á được. Ừ, mấy chục con. Thôi 4 con đủ rồi. Cái này tại có người ta bẫy nên nó bị nhát hơi nhát. Ừ. Thôi để đi lâu lâu cái anh em mình ra. Chạy le lử luôn đó nha. Chạy le lử luôn hả? Le lử, tao thể dục. Đuối luôn chứ bộ.